Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình hỏi đáp của kênh Nghệ TD. Thưa các bạn, một lô hàng vừa thanh lý nô đó là 7710 thì mình vừa review xong. Nhưng nói chung thì cứ để trên bàn này. Cũng không quên nhiệm vụ của các bạn đó là trong thời gian này thì mình vẫn cập nhật trên Facebook này, YouTube những cái câu hỏi của các bạn. Và hôm nay thì chương trình hỏi đáp của mình thì mình sẽ vẫn trả lời một loạt các tin nhắn. Nói chung là không có người quay, mình đang quay bằng điện thoại các bạn nhé. Nếu mà có hơi rung thì các bạn thông cảm. Mình sẽ quay lại trên màn hình của YouTube tất cả những cái câu hỏi của các bạn. Chính vì thế nên các bạn cần tư vấn về laptop này, tư vấn MacBook, các câu hỏi về phần mềm phần cứng thì anh em cứ đặt câu hỏi xuống. Đợt này thì anh em mình vẫn hỗ trợ online, mình có thể hỗ trợ online, còn nếu những trường hợp khẩn thiết thì các bạn vẫn có thể qua cửa hàng mình hỗ trợ setup để thay thế và bảo hành. Còn bây giờ thì chúng ta vẫn tiếp tục các câu hỏi trên trang công nghệ của TLD, mời các bạn đón xem nhé. Chào tất cả mọi người nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của bạn Ngọc Lê. Anh ơi, anh đánh giá máy Acer Spin 3 Core i5 8 thờ dùng ổn không? Em ơi, thực tế thì con này vẫn được xếp vào phân khúc máy tính gọi là dùng các công việc phổ thông về đồ họa văn phòng em nhé. Chiếc máy này thì thực ra nó đánh giá ở phân khúc giải trí thì đúng hơn. Câu hỏi thứ ba của bạn Hiền Trần này, 6 triệu cho mình một chiếc bản như này. Vâng, thưa anh đang hỏi chiếc 7250 đúng không ạ? Anh ơi, 7250 thuộc lô hàng thanh lý. Thưa anh, là chiếc máy này được trang bị CPU đầy 5, RAM 4GB và ổ cứng SD kèm theo máy này em bán là 128GB, màn hình 12,5 inch. Phù hợp cho những người cơ động, mỏng nhẹ, di chuyển đi lại và có thể học tập online. Và hàng của em thì nó xuất xưởng cho thị trường Nhật anh nhé. Giá 6 triệu, em đang bán 6 triệu 3 anh ạ. Lát thì em sẽ gọi điện cho anh. Đến với câu hỏi thứ hai của bạn Dũng Soda. Anh ơi, Intel Core i7-27720M thế hệ thứ 4, nó có mạnh như Core i5-3570? Em ơi, nếu mà CPU trên laptop ý, thì nó so với con CPU trên máy bàn thì nó khác nhau đấy em ạ. Ở đây Core i5, con chip này anh nhớ không nhầm thì nó của PC em nhé. Còn nếu mà so với chip laptop thì con 2720QM thì đây là thuộc dòng CPU thế hệ thứ 2, được sản xuất đó là 2011 và 2012. Thực tế thì dòng CPU này đến bây giờ thì nó chỉ cơ bản về đồ họa mà có thể xử lý các thuật toán về video Full HD và sử dụng các phần mềm như Photoshop, AutoCAD, OK, ngon lành em nhé. Em trai này hỏi gì anh không hiểu lắm. Câu hỏi tiếp theo. Anh ơi, em đang dùng con Pro 2016 tự nhiên. Ừ, em ơi, dòng 2016 nó nhiều con bị lỗi không nhận camera lắm em ạ. Thực ra là do nó bị đứt cáp đấy em. Có thể mang qua cửa hàng để anh xử lý cho em nhé. Cái tình huống này anh xử lý được thành công thường nó chiếm khoảng 80%. Còn 20% nó đứt hẳn thì không lỗi được đâu em ạ. Em nhé. Câu hỏi tiếp theo của bạn Cloud là không dành về máy tính nhưng với mục đích nhưng vào mục điện thoại iPhone cũ 6 thường ra. Em ơi, cái iPhone 6 này lâu anh không chỉnh giá lại, bọn anh bây giờ cũng ngừng kinh doanh cái loại iPhone này rồi em nhé. Mình mới mua 75. Bạn ơi, cửa hàng Presun 7510 RAM 16GB 2000M cửa hàng còn hàng bạn ạ, bạn qua cửa hàng bạn nhé. Mình có cả hàng ở Sài Gòn mà có cả hàng ở Hà Nội bạn ạ. 7510 thì là một trong những chiếc máy chạm mình sử dụng các thuật toán chuyên cho đồ họa dành cho anh em kỹ thuật chuyên nghiệp. Đây là một trong những chiếc máy bền bỉ phân khúc tốt nhất trong phân khúc giá là khoảng 20 triệu đồng. Mình có đủ cấu hình từ M1000 và M2000. Bạn có thể qua cửa hàng để anh em mình hỗ trợ nhau nhé. Câu hỏi của bạn Trần Xuân Lương. Anh ơi, anh có thông tin gì về Mac Pro 2020 13 inch? Em ơi, nếu mà anh có thông tin thì anh đã không phải ngồi đây trả lời những tin nhắn như này rồi. Nhưng chắc chắn thì sẽ có thế hệ chip của 2020. Nhưng mà Apple năm nay nó đang dính cái đợt dịch thì không biết là liệu có phiên bản mới hay không. Còn Mac E 2020 thì hôm qua anh review lên rồi đấy. Dùng ngon phết và cả bàn phím của nó ngon lắm. Đến với câu hỏi tiếp theo. Anh ơi, giữa L560 và ThinkPad và Dell 5540 thì chiếc máy nào ngon hơn? Em ơi, cả hai chiếc máy này thì đều phân khúc nó cạnh tranh trực tiếp với nhau. Ví dụ như là Dell Latitude thì nó cũng định hình ở phân khúc là máy tính dành cho doanh nghiệp. Trong khi đó là ThinkPad L540 thì nó cũng vậy. Và ở đây là dòng máy có cái mức giá rẻ nhất trong dòng họ ThinkPad. ThinkPad thì cái điểm mạnh về kỹ thuật của nó đó là bàn phím cũng như khả năng tản nhiệt và màn hình của nó thì anh thấy cũng ok. Dell thì cũng ok em ạ, nhưng mà nếu mà thuần về bàn phím mà dân kế toán kinh doanh online thì anh khuyên em là dùng ThinkPad thì có cái bàn phím vô cùng tuyệt vời em nhé. Câu hỏi tiếp theo của bạn Thuyền Nguyễn này. Em ơi, 7510 anh còn nhiều em. Anh có các phiên bản như là M1000, M2000 và C0 anh đều có em ạ. Chỉ duy có phiên bản i5 lần này là anh đang không có thôi.
Câu hỏi tiếp theo này. Anh ơi, nên mua laptop nào để chơi FIFA Online 4 vậy anh? Em ơi, trong cái bài viết này thì trong các phân khúc này thì tất cả những chiếc máy thì đều có hỗ trợ FIFA Online 4 ok. Thì em chọn các phiên bản như thế này nhá. Nếu mà chơi FIFA ngon ấy thì em sẽ chọn các phiên bản ví dụ như là chip M này và RAM 8GB cộng thêm có cảm hình rời. Phân khúc khoảng tầm từ 8 triệu thì anh nghĩ là ngon nhất thì con Dell Latitude 6540 là con ngon nhất trong cái phân khúc giá này. Đấy, chỉ cần có cảm hình rời là em sẽ đá FIFA ok và RAM 8GB ổ cứng SSD là ngon lành em nhá. Câu hỏi tiếp theo của bạn Thành Tân Phạm là Thành Tâm Phạm. Con này cấu hình i5 RAM 8GB dựng video Full HD ổn không anh? Em ấy thực tế là dòng MacBook Air thì được đánh giá ở phân khúc máy gọi là dùng cho các công việc văn phòng đồ họa cơ bản thôi. Anh nghĩ là nếu mà dựng Full HD thông thường thì thoải mái em ạ. Anh nghĩ là ok. Nhưng mà nếu như là anh thì anh dựng thì thường anh sẽ dựng trên phiên bản MacBook Pro chứ Mac Air thì cũng hơi ái ngại bởi vì chip nó hơi yếu em nhé. Câu hỏi tiếp theo của bạn TVT. Cho em hỏi con này nặng bao nhiêu kg? 6540. Em ơi, chiếc này máy này nặng 2,5 cân em ạ. Máy có vỏ bằng hợp kim nhôm, có khả năng nâng cấp RAM, ổ cứng CPU em nhé. Có lắm, 5 triệu bán anh. Em ơi, 5 triệu anh có đấy em ơi. 5 triệu ví dụ con máy này trên web của anh này, hợp lý nhất với em này. Đây em. Đây con 5520 này em này. Em vào em xem nhá. Đây này. Đó. Dell 5520 thì được trang bị CPU dòng thế hệ thứ 2. Anh có mấy cấu hình này. i5-2520M để chọn phiên bản có ổ cứng SD dùng cho nó sướng này. Phiên bản có ổ cứng SD thì nó lên 5 triệu. Phiên bản ổ cứng cơ thì là 4 triệu rưỡi em nhá. Con này thì có màn hình 15,6 inch, có phím phụ. Có bàn phím phụ thì em sẽ dùng các công việc văn phòng các thứ là ok, ngon lành đấy ạ. Anh đây. Đang live stream trên tầng. Ok, đành tắt live stream nhỉ. Câu hỏi tiếp theo của bạn Huy Phạm Công. Em có tầm 15 triệu anh tư vấn giúp em dòng máy đồ họa hạng nhẹ 2D. Chứ mấy con M48 HP ZBook 15G1 thì nó nặng quá. Ừ em ơi, ở đây em xác định khi mua máy nhá, thì nó sẽ có phân khúc máy dành cho đồ họa này, máy dành cho văn phòng. Nếu thực sự chỉ dùng các phân khúc 2D mà cái cấu hình em yêu cầu nó mỏng nhẹ ấy, anh nghĩ là phiên bản này này, Dell 7560 này này. Đây. Con này có viền màn hình mỏng đây, rất là đẹp luôn em này. Viền màn hình mỏng luôn, 13 triệu 8 thì con này nó sẽ trang bị là i5. Đây. i5 đời 7 và có Vega rời là em lắp cẩu cứng SD vào thì con này xử lý đồ họa các thứ thoải mái. Con này thì anh đánh giá rất cao với máy có viền màn hình mỏng, vỏ hợp kim nhôm, trọng lượng máy nó chỉ có cân 8 thôi. Anh thấy khá ổn nếu mà phù hợp trong các điều kiện. Giá thành của em còn làm việc 2D thì nó đơn giản mà, làm việc ok. Dell này, em nhìn nhá, 7560. Câu hỏi tiếp theo của bạn Trường Nguyễn. Em đang học cơ khí thì dòng máy nào thích hợp? Em với dòng cơ khí thì em sử dụng các dòng máy kỹ thuật, chẳng hạn như các dòng máy chạm hoặc các dòng máy ThinkPad. Ví dụ trong cái tầm tiền nếu mà cơ khí mà tự động hóa ấy, thì thường nó chỉ gọi là dùng phần mềm điều khiển máy móc thì lại không cần cái máy đồ họa quá cao. Ví dụ trong tầm tiền của em chỉ đầu tư phiên bản chẳng hạn như T450S chẳng hạn. Đấy, trong tầm khoảng hơn 8 triệu, ThinkPad T450S, này con này này. Đây em này. Đây. Giá hơn 8 triệu phiên bản i7 thì nó khoảng hơn 11 triệu một chút, máy đẹp lắm. Con này thì thuần kỹ thuật, bàn phím cái thứ ok, màn hình đẹp. Có i5, có i7. Còn nếu mà trong khoảng tầm 10 triệu thì em sẽ đầu tư con Dell 6540 này này. Đây em. Là này mạng hơi chán các mọi người ạ. 6540 thì nó có nhiều cấu hình nhưng mà để mà cấu hình ngon mà sử dụng kỹ thuật mà làm cả đồ họa, thiết kế đồ họa ấy, thì em sẽ chọn phiên bản i5 ví dụ cho là hơn 8 triệu này, có Vega rời này, màn hình full, hoặc phiên bản i7 này, 10 triệu 490 này.
phiên bản cao nhất của nó là 11 triệu 6 thì tùy em chọn em nhé. Còn nếu mà có điều kiện thì em chọn các dòng máy chạm chẳng hạn như là Dell M48, có tiền có hơn thì có thể chọn Pryson 7510 là ok. Câu hỏi tiếp theo của bạn Nguyễn Minh Đức. Em muốn mua một máy tính 2D các dòng sản xuất từ 2020 tầm từ 10 đến 15 triệu. Em ơi, nếu mà 2D tầm 10 đến 15 triệu 2020 thì em mua máy mới thôi em ạ. Các dòng máy mới thì thường được trang bị CPU chip đời 10. Đây, ví dụ con Dell này này. Ở đây là từ 10 đến 15 à. Ở đây có con Dell này hợp lý này em này. Em chọn cho anh con Dell Inspiron 3493. Đây. Đây này, máy chạy CPU đời Core i5 đời 10 này, 1035G4 này. Chiếc máy này thì em mua về thì nâng cấp cho anh lên RAM lên 8GB SSD256 đi. Thì giá nó khoảng hơn 13 triệu. Đấy. Thì của Dell thì nó cũng khá là bền, nhưng mà lưu ý dòng này thì chạy chip U và không card đồ họa rời, và màn hình của nó con này màn hình HD thì hơi cùi. Giá sẽ lên tầm 13 triệu để em đầu tư nâng cả RAM cả ổ cứng. Còn nếu mà em đầu tư khoảng tầm, anh nghĩ là khoảng tầm 15 triệu đi, thì em mua con Dell 5584 này này. Đây. Con này cực đẹp luôn, nhưng mà con này được sản xuất là 2018 thôi. Vì yêu cầu của em nó lại hơi cao mà tiền thì lại hơi ít. Đây, con này thì CPU đời 8 này, con này tiêu chuẩn khá cao này. i5-8265, à xin lỗi em, anh con này là con 219 nhá. Xin lỗi em là 219, không phải 28. Mà được cái là Full HD này, RAM 12GB, ổ cứng SD256GB LVMe luôn này. Con này thì hết sẩy luôn, 15 triệu rưỡi sản xuất 2019. Chứ còn nếu mà 2020 mà con chip đời 10 mà tiền của em nó ít quá thì chọn mấy con Acer ấy chứ thì lại không yên tâm em nhé. Câu hỏi của em đây này. Câu hỏi của bạn Nguyễn Xuân Thức. Ở đây là câu hỏi là nâng cấp lép phím được hay không. Em ơi, phiên bản Asus X509 Fi của em không nâng cấp được bàn phím em ạ. Con này không nâng cấp được em nhé. Anh ơi, cho link về MacBook Pro 13 inch 2020. Pro đã có đâu em, chưa có 2020 được cho kiểu gì. Chưa có em nhé. Câu hỏi tiếp theo của bạn An Phạm Thái này. Anh ơi, so sánh MacBook Air 2020 với MacBook Pro 2019 đi ạ. Về nhu cầu đồ họa nhẹ, lướt web và xem phim thì nên chọn dòng nào? Bên anh có hai dòng chưa? Mong anh tư vấn. Em ơi, dòng MacBook Air 2020 thì anh có rồi. Ngày hôm qua anh vừa review lên đây em. Đây em đang xem còn gì. Con này thì giá thì nó đang hơi bấp bênh một chút. Nó khoảng 275. Trang bị i3, RAM 8GB SSD256. Còn nếu mà sử dụng phiên bản Pro thì đồng nghĩa việc là cái mọi thứ nó sẽ hơn. Ví dụ Pro thì nó trang bị là Tut 3 này và cấu hình phần cứng thì nó cũng là chip Core i5 hoàn chỉnh chứ không phải dòng chip i. Thì nó mạnh hơn so với dòng Mac Air đấy em ạ. Nhưng mà nếu mà các công việc văn phòng, đồ họa các thứ thì kể công việc của em đây thì nó cả Mac Air đáp ứng đều được rất là tốt. Nhưng về cấu hình thì Mac Pro sẽ được đánh giá là tốt hơn. Anh ơi, cho em hỏi là Dell 7348 thì có nâng cấp được ổ cứng SDLV hay không? Để anh check xem con này là cấu hình như nào nhé. 7348. Không em ơi, con chip này cũ rồi, sử dụng CPU đời 5 thì nó chỉ chạy ổ cứng 2.5 inch thông thường thôi em nhé. Không chạy được LVMe em ạ. Câu hỏi tiếp theo của bạn Hưng Nguyễn Thế, cho em hỏi em dùng Word làm trên Mac Air 2020 thì đáp ứng được không? Đáp ứng bình thường em. Trên Mac OS thì vẫn có bộ phần mềm Office mà, còn nếu mà em muốn sử dụng như trên laptop thì em có thể cài Windows dùng bình thường trên Mac em nhé. Cài ngon lành luôn. Câu hỏi của bạn tổng hợp. Anh ơi, cho em hỏi ThinkPad L540 có nên mua hay không? Trong tầm khoảng dùng khoảng 5 năm. Em ơi, thực tế N540 được sản xuất 2014 thì chiếc máy này đang có giá hơn 5 triệu tại cửa hàng anh. Thưa em là với 5 năm thì anh nói luôn cũng hơi lâu, mà chả ai dùng cái máy cũ là đến tận 5 năm thôi. Em cứ làm phát tầm nhìn 3 năm. 3 năm thì em dùng thoải mái, còn tất nhiên là 5 năm thì có thể là 5 năm sau nó không hỏng. Nhưng với cái công nghệ bây giờ nó ra liên tục thì có thể là lỗi thời. Chứ còn có máy có vài triệu thì anh cứ căn khoảng tầm 3-4 năm. Đấy. Còn với 3-4 năm con N540 được trang bị là i5-4300M và có thể nâng cấp được RAM ổ cứng SD. Thì con này thì sử dụng phổ thông, ví dụ như các công việc như là lập trình này, các dụng về đồ họa phổ thông tầm trung, xem phim, giải trí, các công việc về phân phòng, các thứ ABC ok nhá. Em ơi, đây là video iPad 2. Em ơi, iPad 2 bây giờ thì nhà anh cũng không làm nữa em ạ. Nó cũng lâu lắm rồi. Máy Acer Cùi 4752 Intel Core 3 có nâng cấp được không em? Em ơi, 4752 của em thì nâng cấp được cả CPU, nâng cấp được cả RAM và cả ổ cứng SD.
Anh nghĩ là máy của em đời này thì chỉ nâng cấp lên CPU tầm khoảng i5 mất khoảng 500, đổi từ i3 lên i5, SD thì mất khoảng 650. Còn RAM ví dụ 4GB thì nếu 4GB thì có thể dùng đủ tạm văn phòng. Còn nếu mà muốn chơi game hoặc vào nhiều tab web thì em nâng cấp lên 8GB. Có nâng cấp tổng khoảng 1,5 triệu là em được i5 có RAM có SD nha em nhé. Câu hỏi của bạn Lộc Nguyễn Văn: Anh ơi, hóng video vốt trô 5590 lắm, anh làm giúp em chi tiết về con này. Ok em ơi, có máy cái anh làm luôn em ạ. Đợt này thì nó thực sự em nó đang được nghỉ dịch. Anh nói thật là có mỗi mình này. Các em làm media bây giờ thì bố mẹ không cho đi làm bởi vì Hà Nội bây giờ đang dịch, nên các em ở nhà hết. Anh thì nó thực sự nhớ nghề. Mấy hôm nay anh toàn tự quay bằng điện thoại thôi em ạ. Còn đây anh đang quay lại màn hình trên con MacBook và trả lời tin nhắn cho mọi người, tư vấn cho mọi người đây em nhé. Mấy hôm nữa anh làm luôn cho em nhé. Câu hỏi của bạn Ngọc Thúy Nguyễn: Bây giờ có nên mua MacBook 13 inch Tốt 3 2017 hay E2018? Em ơi, cái câu hỏi này anh thấy cũng rất là nhiều người bạn quan tâm rồi. Anh phân tích một chút nhé. Dòng Mac Air 2018 nếu em mua thì em đổi lại sẽ có một cái bàn phím mới này, có bảo mật T2, có vân tay. Trong khi đó thì em mua phiên bản 2017 thì ở đây thì là cụ thể là phiên bản Tút 3 thì nó cũng có bảo mật, có vân tay và có thêm thanh Tút 3, trong khi Mac Air không có. Đó. Nhưng nếu mà nói về cấu hình thì MacBook Pro ăn đứt với phiên bản Mac Air 2018. Cấu hình tốt hơn thì nó sẽ phù hợp cho các bạn làm đồ họa, các ứng dụng về lập trình, nó khỏe hơn. Nhưng mà con Mac Air thì nó có thêm cái bảo mật T2, thì nếu mà em dùng tài khoản iCloud thì nếu mà nói bảo mật thì Mac Air sẽ hơn, nhưng hiệu năng thì con 2017 nó mạnh hơn, khỏe hơn. Và bản thân anh thì anh nói thực sự là anh thích dòng Pro hơn Mac Air. Còn nếu Mac Air thì phù hợp với các bạn làm các công việc văn phòng, các bạn làm kinh doanh và không liên quan nhiều đến yếu tố đồ họa thì ok em nhé. Câu hỏi tiếp theo của bạn Sela Lê này: Cái Acer được cho năm 2015 chip Xeon dòng M vẫn chạy, Lenovo chip i5 M540 mua lại 2015 vẫn chưa hư, dù em thích hình thức tàn như U70, làm việc văn phòng vô tư. Cái Dell Latitude mua 2015 sử dụng ở nhà thì bà xã bán xác. Cũng may rủi. Đúng rồi bạn ơi, đồ điện tử thì cũng nói với bạn biết thì nó là hên xui. Thì tất nhiên là kể cả mình quảng cáo cái gì cũng thế thôi. Ở đây là chắc là bài viết và những cái này mình xem nào. Những hàng laptop nào hay hỏng vặt? Ừ đúng rồi. Đồ điện tử thì đúng rồi, nó cũng hên xui, nhưng các thương hiệu ví dụ như là ở đây các bạn Acer thì mình thấy cũng được, có cái dùng vài năm thì nó sẽ hơi tã một chút, nhưng nếu bạn biết cách dùng, biết cách sử dụng thì có thể là rất là bền. Dòng Latitude không hiểu sao nó lại hỏng hư, chứ còn cái này thì ok lắm, dòng Latitude bền lắm bạn ạ. Lenovo cũng được. Tóm lại của bền đôi khi nó tại người, còn đồ điện của tại người dùng, còn đồ điện tử thì đôi khi cũng là hên xui. Còn nếu mà bạn biết cách dùng, biết cách bảo dưỡng máy rồi các thứ thì ABC thì máy nó sẽ tốt. Câu hỏi của bạn Trần Quân: Em đã sử dụng máy tính Vostro 3468 nhưng chơi FIFA khá lang và hay giật. Theo anh thì nâng cấp gì để chơi cho mượt? Em ơi, dòng Vostro thì thực ra thì thế nào, mình xem cấu hình của em nào. Anh tư vấn cho em nhá. Ở đây cụ thể thì anh thấy nó là chip i3 đời 7 này, hoặc i5 này, hoặc 7200 này. Em ơi, dòng này thì thực tế là dòng trang bị chip U thôi em ơi. Nếu mà i3 thì con này nó sẽ onboard trực tiếp trên bo main, còn i5 thì tốt. Còn nếu mà em muốn nâng cấp tốt hơn thì các nguyên nhân chậm, thứ nhất là cái cấu hình máy của em nó yếu. Cấu hình thứ nhất là máy của em yếu, và thứ hai nữa là nếu mà ổ cứng cơ ngày xưa mà chưa được nâng cấp ổ cứng SD thì nó rất là chậm. Thì em có thể nâng cấp RAM và ổ cứng là mọi thứ sẽ hoàn hảo. Thì nó chỉ nhanh hơn thôi, chứ còn chơi game các thứ thì nó chỉ đỡ hơn chứ không khỏe em nhá. Đây là bài MacBook Air 2018. RAM ít quá mà thời gian pin được mấy tiếng anh? Em ơi, pin con này theo nhà sản xuất thì nó được khoảng 10 tiếng em ạ. Đấy là con Mac Air 2020, nhưng mà anh nghĩ là dùng liên tục nó được khoảng 7 giờ là cũng ok rồi em ạ. Câu hỏi của bạn Huy Trần, à đây là một nhận xét: Mình đang dùng cánh bướm đây, có tệ lắm đâu, bấm khá nhạy và rất sướng. Bạn ơi, đúng là cánh bướm thì vẫn có thể dùng được, nhưng nói thực sự mình đang dùng các dòng máy chẳng hạn như 2014, 2015. Nếu nhận xét chân tình thì các bàn phím lỗi gõ nó sướng hơn, cảm giác nó phơi hơn. Còn các dòng 2016 và 2017 thì nói luôn là cánh bướm rất tệ. Bắt đầu đến 2018 đến 2019 thì cải tiến thì mình thấy dùng còn ok. Nó thực sự là cái Mac Air này 2020 dùng sướng lắm, và trên phiên bản màn 16 inch thì bàn phím này dùng cũng rất là ok. Câu hỏi tiếp theo này của bạn Pro: Cậu chào gấp của anh Nương. À, câu chào gấp của anh Nương. Ừ, đợt này thì nói luôn là không có người quay. Nói chung anh nhớ nghề thì ngồi lên trả lời mọi người.
ủng hộ anh nhá, quay bằng điện thoại đi em ạ, chứ không phải quay bằng máy ảnh, máy quay chuyên nghiệp nó quay điện thoại nên lời có thể là nó thu không được tốt lắm. Tiếp theo em vẫn thích sáng hơn, à ừ cái táo sáng, táo bây giờ anh nói vui mọi người, anh tư vấn anh ta bảo táo bây giờ nó chết rồi, nó không còn sáng nữa, bây giờ là táo chrome em ạ, không còn sáng em ạ. Câu hỏi tiếp theo là mình muốn đặt 7510 với mức giá này có được không? Bạn ơi 7510 thì ok mà, mình sẽ liên hệ bạn ngay sau đây nhé bạn nhé. 7510 hiện nay thì mình có giá là i7-6820 RAM 8GB, SSD 256GB, cả màn hình M1000M, mình đang bán là 17.500.000 bạn ạ. Còn nếu mà giá phiên bản i5 thì mình không còn, có phiên bản là M1000, M2000 mình đều có bạn nhé. Câu hỏi tiếp theo, anh ơi hai máy này chạy chỉ có 42 giây là con gì đấy ạ? Không hiểu, anh không hiểu câu hỏi này của em lắm. Còn em muốn hỏi tư vấn thêm thì em có thể gọi số điện thoại của anh là 077-357-49 ở cuối, anh tư vấn thêm nhé. Còn đây là bài ThinkPad, con này là L340. Ừ, con này là có một số trong máy dòng gaming giá rẻ và chất lượng tương đối ổn của Lenovo đấy em. Con này nhược điểm duy nhất của nó chỉ có một slot cắm RAM mà hơi nóng một chút, vỏ thì vỏ nhựa, còn đâu ok, cấu hình thì phải nói là cao đấy. Câu hỏi tiếp theo, anh ơi em có 40 triệu muốn mua một chiếc laptop, yêu cầu chơi game tốt, đồ họa trên sau màn hình sắc nét. Ôi dồi ôi, 40 triệu thì thiếu gì em, 40 triệu thì đầy con ngon, ví dụ như các dòng như Acer, Predator, Helios này, hoặc là tầm tiền này thì thôi thì mua hẳn con Alienware đi em, M15 hoặc là M17 được này, đấy máy tầm tiền thì đầy, hoặc là con Dell G7 ấy, sáng nay anh vừa post con G7 lên ngon lắm, đây con này này. Màn 144Hz thì quá ngon rồi, con 7790 ấy, con màn 17 ấy dùng sướng. Đây này, 7590 cũng được này. Còn đây là con này này, anh đang vừa post sáng là i7-9750H này, đây này. Đẹp máy đẹp lắm, màn 17 inch luôn, 144Hz nhá. Đây anh đang có con cấu hình này này, 9750H RTX 2060 này, RAM 16GB này. Cửa hàng Hà Nội đang, cửa hàng Sài Gòn đang có sẵn hàng đi em. Anh ơi em muốn hỏi máy chạm, em ơi máy chạm không thể lắp cả cửa tích được đâu em ơi. Nó là sử dụng dòng card Quad Pro chuyên hỗ trợ cho đồ họa mô phỏng dành cho các kỹ thuật viên về đồ họa nhé em nhé. Câu hỏi của bạn Bùi Thuyên. Anh ơi máy em mua là Dell 153567, máy hiện đang 8GB bớt 24, em muốn thay bằng bớt 266. Có được không? Em ơi thay được nhưng mà với một điều kiện là trong máy của em, trong máy của em nó phải có bớt 266, phải cắm cùng bút mới được em ạ. Câu hỏi tiếp theo của bạn Sâu Cầu Vồng này, MacBook lên làm chống nước thì tuyệt vời. Em ơi MacBook hiện nay chưa có chống nước và chưa có màn hình cảm ứng em nhé. À câu hỏi của em cuối cùng của em Ngô này, chú ơi chú đánh giá con Acer Celeron 400. Cháu ơi nói thật với cháu thì máy này thì nói thực sự là cùi rồi, Celeron thì dùng văn phòng cơ bản thôi, chưa RAM 4GB và chưa có SSD. Con này cháu dùng văn phòng cơ bản đồ họa cái thứ nhẹ nhàng thôi, còn ngoài ra thì không làm được gì đâu các cháu nhé. Vâng thưa các bạn là các câu hỏi thì mình đã trả lời hết trong cái hiện mục này và cái thời gian thời lượng phát sóng của mình nó cũng khoảng hơn 20 phút rồi. Nếu các bạn cần tư vấn về laptop, tư vấn về MacBook thì các bạn cứ đặt comment ở bên dưới, mình sẽ trả lời hết. Cũng mong các bạn ủng hộ kênh bằng cách nó đăng ký kênh và bấm cái chuông bên cạnh để chúng ta tương tác tốt hơn. Và trong dịp này thì mình vẫn hỗ trợ anh em trả lời online, vẫn bán hàng online và nếu mà anh em cần thiết tại Hà Nội thì vẫn có thể qua cửa hàng. Nhưng lưu ý là mình sẽ hạn chế người và anh em sẽ đeo khẩu trang cũng như là đi đến cửa hàng thì chúng ta sẽ rửa tay bằng xà phòng sát diệt khuẩn trước anh em nhé. Còn bây giờ thì xin chào anh em và hẹn gặp lại.